vui thì lên trên đó cái đoạn cái tầm giờ ăn khác liền thì cái lên trên nó phải dùm nhỏ lại xíu đi xa là xíu vậy thôi lên trên đó là dùm nhỏ lại xíu cho cái tầm giờ ổn định hơn. Có hồng mua rồi. Hủ đi, có hồng mua chưa, hủ đồ ăn không? Tự nhiên thấy hằng với lì có nghĩa cái tạo sự mẹ lại khó khăn, tự nhiên từ đó mình làm cái đợt mà đi chuyển cái bên nó vậy, cái đợt mà tết công ban đó, đợt nó cái tàu nó mấy cầu hậu lắm mà đơn giản chỉ sợ là mà thấy không muốn làm. Ừ, thấy có làm gì đó không muốn làm. Dễ gì ai đem tiền tới gửi người ta hy vọng bất mày. Với lại từ đài mà mình thấy vô đó toàn là người chỉ biết không giao dịch toàn ý là chuyển khoản với là tiền điện tiền nước rồi cái đồ rứa thao đó. Thực ra cho dù ai doanh số đi nữa cũng vô vỡ rồi, ngân hàng không có tiền là mới có việc để làm. Cái biết chỗ mua bán hương mũi á cái nè, hương mũi á cái mua dầm hộp chứ như bữa nay cái nó hết mua đen rồi hay sao đâu có ai bán mà đi mua phải chợ. À đúng rồi đó, không phải đứa này chứ hồi nãy dưới nó nè họ đã cố tình họ tha cho con mũi nó vì họ đang đuối bụng mình đi nghĩ ra những nhí cho họ để cắn. Mùa mưa nước ẩm này thì nó bình thường có gì đâu. Ý là hắn hát bài thì mình á, dí thì mình á, chứ không phải là hắn sợ mình đâu, nghe chưa? Nghe không?
tao ngán mà nó nhiều màu tao mừng dễ sợ. Rồi nó thầm ghê phải không? Rồi hồi trước nó thầm ghê phải không? Giống như cái bà nó chết chứ. Giống cái bà mà được đó nè. Cái bà nó à, để ý ra màu đẹp quá đẹp. Để làm nhận không? Cái màu lúc đào á. Đào không? Cái bà gì mà nó gì á? Bà gì mà bà kêu bà nào đẹp con dao bà kêu lòm á. Mà cái màu của ba cũng khô lắm. Chừng ba nhớ là màu của nó đi xuống lắm đấy. Đi xuống là đang đi kỹ đó. Hồi nó mình nó đột ngột quá kìa. Mình không nhớ lúc đó là mình đi ra luôn á. Mình chờ nhìn ba là mới nhớ là nó bảo nó đi xuống đi kỹ lắm. Cái chị đó vậy đi kỹ, em đi kỹ cho chị bị gì để thiệt khách nhiều. Con kiến dễ hơn đó. Tê ba lần đó là mẹ. Biết rồi. Biết rồi. Tê nước mà tê ba lần. Dạ, về có chị thắc mắc vẫn điện em nghe chị. Dạ. Dạ dạ. Tôi nếu này trúng khách trễ hút khách đông như hồi xưa em biết làm ra sao dạ dài rồi. Ăn thất thường và bữa xíu lẫn gây liền. Được đa bao nhiêu người đa không? Nếu như mà lòng nhiều lắm đã rồi thì cũng bị lẫu có đoạn nữa thôi chứ đoạn sao nó không lẫu. Để nói nè, cho mình mãi chị.